Thưa quý vị, hai thí sinh nhí tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm, sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây, không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền? Có. Vai dữ? Có. Vai nghèo? Có luôn. Vai gì ghẻ? Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm? Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là trái thị nó chứa không đủ chị. Không, trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng này, ha, hoặc là vai gì ghẻ này, ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái gì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Vậy được. Quý vị coi này nha, đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, có bây giờ bữa nào đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực, mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi, ha? Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy, ha? Để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Tao mệt quá, chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều lắm, cũng không làm được. Không làm được nữa mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, chị ơi, con đau quá. Vô đây tao hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra, buông qua đi. Tao đã nói rồi ha? Phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng mang chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy ghét gặp cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tin đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy? Ai không biết nữa. Chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa, em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây
mình chỉ riêng mà.
đây. Trời đợt đào xuôi chi để mẹ đành xa con nhớ Dung đêm ngày mẹ ở đâu sao chẳng quay về tìm nghe tiếng ru tâm đào mẹ ru con đón đắm vừa lớn lời nằm xuống đi để mẹ sẽ hát ru cho con ngủ. Con ơi con ngủ đi mẹ ru con ngủ đi. Giờ bé bỏ liền hai con ơi. Mẹ ơi không phải vậy đâu, mẹ đừng trách cha mà tội nghiệp, cũng chỉ vì thương hai con sớm mất đi tình thương của mẹ mà cha đi tìm mẹ ghế để cho hai con được chăm sóc nâng nói vậy. Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em 10 tuổi rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tức là em của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Thành công mẹ chỉ ước mơ cho mai sau. Mẹ cho con
tháng ngày lầm lũ vì con, đạo làm con. Ngày hôm nay, cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng vỗ tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc ngay cái phần đầu, mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. À, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. À, lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì bùi rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con lại mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. Bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được, bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh. Đánh không có đau miếng nào hết trơn. Còn có đau không con? Dạ không. Thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con, là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm vỗ tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm.